app VietJack. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì. Vào thư viện app, tải ngay app VietJack. Chào mừng tất cả các em đã đến với video bài giảng ngày hôm nay. Và hôm nay thì chúng mình sẽ cùng nhau học phần Explore English của Junior 12 nhé. Nào bây giờ thì chúng mình sẽ cùng nhau mở trang 162, 163 của sách giáo khoa để bắt đầu bài học nào. Ở đây thì chúng mình có tất cả 4 bài tập A, B, C, D cần phải giải quyết. Và bây giờ thì chúng mình cùng đến với bài tập A nhé. Ở bài tập A này thì đề bài yêu cầu chúng mình là complete the sentences using the words from the box. Có nghĩa là chúng mình sẽ hoàn thành các câu đã cho bằng cách là sử dụng các từ ngữ ở trong bảng. Và ở đây chúng mình có 3 từ trong bảng, đó chính là festival, lễ hội, monkeys là những chú khỉ và Sunday là chủ nhật. Nào bây giờ chúng mình cùng đọc các văn và điểm từ nhé. Welcome to Lopburi in Thailand. There are lots of ... in this town. Chào mừng đến với Lopburi ở Thái Lan. Có rất nhiều ba chấm ở thị trấn này. Vậy thì ở đây chúng mình cần điền một danh từ đúng không nào? Và chúng mình để ý là ở đây có từ lots of này, rồi có từ are này. Mỗi ở đây chúng mình cần một danh từ số nhiều. Bây giờ chúng mình lại nhìn vào bảng. Thì ở đây chúng mình cả 3 từ đã cho đều là danh từ. Thế nhưng chỉ có mỗi từ monkeys là ở dạng số nhiều. Như vậy thì chúng mình sẽ điền từ monkeys vào ô trống thứ nhất nhé. Tiếp theo câu số 2. Every year on the last ... of November, there's a special ... for these monkeys. Câu này dịch là mỗi năm vào 3 chấm cuối cùng của tháng 11 thì có một gì đó đặc biệt cho những cái chú khỉ này. Vậy thì bây giờ chúng mình chỉ còn 2 từ là festival và Sunday. Nếu như chúng mình điền festival vào ô thứ hai và Sunday vào ô thứ ba thì chúng mình sẽ dịch nghĩa là mỗi năm và lễ hội cuối cùng của tháng 11 thì có một cái chủ nhật cuối cùng, thì có một chủ nhật đặc biệt cho những chú khỉ. Nghe nó rất là ngang đúng không nào? Nhưng bây giờ nếu chúng mình đổi lại là every year on the last Sunday of November, there's a special festival for these monkeys. Có nghĩa là mỗi năm và chủ nhật cuối cùng của tháng 11 sẽ có một lễ hội đặc biệt cho những chú khỉ này. Mình nghe xuôi hơn đúng không nào? Vậy thì phần câu 2 ở đây chúng mình sẽ điền là Sunday và câu 3 chúng mình sẽ điền là festival nhé. Và chúng mình có các đáp án là 1 monkeys, 2 Sunday và 3 là festival. Cô sẽ dịch lại đoạn này một lần nữa nhé. Chào mừng đến với Lopburi ở Thái Lan. Welcome to Lopburi in Thailand. There are a lot of monkeys in the town. Có nghĩa là có rất nhiều khỉ ở thị trấn này. Every year on the last Sunday of November, there's a special festival for these monkeys. Mỗi năm vào chủ nhật cuối cùng của tháng 11 sẽ có một lễ hội đặc biệt cho những chú khỉ này. Chưa nào? Vậy là chúng mình đã cùng nhau hoàn thành bài tập A rồi. Và bây giờ chúng mình cùng chuyển sang bài tập B nhé. Ở bài tập B này thì đề bài yêu cầu chúng mình đó chính là What do you think people do at the Monkey Festival? Check the correct answers. Câu này thì sẽ hỏi về ý định của câu này thì hỏi về suy nghĩ của chúng mình, đó chính là chúng mình nghĩ gì? Đó là chúng mình nghĩ mọi người sẽ làm gì ở lễ hội khỉ đúng không nào? Bây giờ chúng mình đánh dấu V vào mỗi câu trả lời đúng. Thì ở đây có các hoạt động như là watch monkeys, open presents, rồi visit family members, watch fireworks, wear monkey costumes, eat bananas, put up special decorations, have a parade. Đây có các hoạt động đó chính là xem khỉ này, mở quà, thăm các thành viên trong gia đình, xem pháo hoa, mặc những cái bộ đồ khỉ, ăn chuối và trang trí và có diễu hành, đúng không nào? Thì ở đây thì cô nghĩ là hoạt động đầu tiên watch monkeys là chắc chắn là đúng không nào? Tại vì mình đang ở lễ hội khỉ mà. Open presents thì có vẻ không hợp lý lắm. Thì open present thì có vẻ hợp với lại các hoạt động như là các bữa tiệc, rồi ví dụ như là tiệc sinh nhật, đúng không nào? Thì hợp lý hơn. Visit family members, cái này cũng không liên quan đúng không? Tại vì ở lễ hội khỉ thì chúng mình cũng không cần phải đi thăm các thành viên trong gia đình làm gì cả, đúng không? Rồi watch fireworks, cái này thì cũng có thể đúng không nào? Và trong các lễ hội của khỉ, trong các lễ hội khỉ thì người ta có thể là bắn pháo hoa để chúc mừng, đúng không nào? Rồi wear monkey costumes, cái này cũng có thể đúng không? Chính là mình sẽ mặc các trang phục của khỉ để có thể hóa thân thành như chú khỉ. Rồi eat bananas, tại vì bananas là chuối và khỉ rất là thích chuối, vì thế là rất có thể sẽ có hoạt động này ở trong Monkey Festival, đúng không nào? Tiếp theo put up special decorations. Trong lễ hội khỉ thì người ta cũng có thể chuẩn bị những cái đồ trang trí, vậy thì điều này cũng có thể là ra đúng không nào? Rồi have a parade, cái này thì cũng có thể có hoặc là không, đúng không nào? Rồi bây giờ chúng mình sẽ chuyển sang bài tập C, đó chính là complete the crossword puzzle. Đấy là chúng mình sẽ hoàn thành cái bảng từ ở đây. Across có nghĩa là ngang, còn down có nghĩa là cột dọc. Và bây giờ chúng mình sẽ đọc những cái phần gợi ý ở đây và chúng mình sẽ tìm từ thích hợp để điền vào đây, sao cho số chữ cái trong từ đó thì vừa đủ so với để điền vào ô trống. Đầu tiên, đối với các cột across thì chúng mình có các cột 2, 4 và 5. Và down thì chúng mình có cột là 1 và 3. Và bây giờ chúng mình sẽ giải các cột across cho nhé. Đối với cột số 2, đối với hàng số 2 thì gợi ý của chúng mình đó chính là a day or period of celebration with food and fun activity. Có nghĩa là một ngày trong một khoảng thời gian tổ chức kỷ niệm thì sẽ có đồ ăn này và các hoạt động thú vị. Một ngày hoặc là một khoảng thời gian kỷ niệm mà sẽ có các hoạt động thú vị. Thì đây sẽ điền từ gì nhỉ? Và đáp án của chúng mình ở đây đó chính là festival. Và đáp án của chúng mình ở đây đó chính là festival, có nghĩa là lễ hội đúng không nào? Chúng mình có Vậy thì dòng thứ hai của chúng mình đây đó chính là festival. Và bây giờ chúng mình sẽ đến với dòng thứ tư nhé. A large number of people working or in groups, usually as part of a public celebration of something. Một số lượng lớn người thì đi bộ hoặc là đi xe, và thường là một phần của một cái buổi kỷ niệm công khai của một cái gì đấy, đúng không nào? Thì ở đây chúng ta liên tưởng là một số lượng lớn người đi bộ hoặc đi xe thì chỉ có thể là parade. Nghĩa là chỉ có thể là parade, nghĩa là diễu hành, đúng không nào? Về bên số 5, special clothing or mask people wear, nghĩa là những cái quần áo đặc biệt hoặc là mặt nạ mà mọi người đeo. Vậy thì ở đây chúng mình có một từ đã học liên quan đến quần áo, mặt nạ, đó chính là từ custom, đúng không nào? Ở số 5 này chúng mình sẽ biến từ custom rồi. Nào bây giờ mình sẽ đến với các dòng down, và mình có cột 1 và cột 3. Cột 1 đó chính là to move to the sound of music, nghĩa là di chuyển theo tiếng nhạc. Đấy. Vậy thì di chuyển theo nhạc chúng mình có từ động từ đó chính là dance. Đúng nào? Dance. Rồi. Còn số 3 là person who visits other places on vacation. Có nghĩa là người mà tới thăm một địa điểm khác vào dịp lễ Tết, và hoặc là vào các dịp lễ gì đó. Thì chúng mình có các từ đó chính là visitors này, nghĩa là khách du lịch này, rồi traveler này, rồi tourist, đúng không nào? Mà đây thì chúng mình đã có sẵn chữ T đầu tiên rồi này, rồi chúng mình có chữ R, chữ S. Thì đáp án đây chỉ có thể là traveler hoặc là tourist. Nhưng nếu như chúng mình điền traveler thì đây sẽ là TRAL, đúng không? Như vậy là đây phải là chữ L, không phải là chữ A. Nhưng mà cố định của mình lại là chữ A mất rồi, tại vì số 4 chúng mình điền là parade, đúng không nào? Đây chúng mình sẽ chỉ có thể điền là tourist, đó chính là TO You are I và she. Nha. Rồi, là chúng mình sẽ có của một đó chính là dance, hai là festival, hai là festival, ba là tourist, bốn là parade và năm là custom. Rồi. Vậy là chúng mình đã xong bài tập C. Và bây giờ chúng mình sẽ cùng chuyển sang bài tập D nhé. Bài tập D yêu cầu chúng mình đó chính là write answers to the questions. Describe the real or fake festival. Nghĩa là trả lời các câu hỏi đã cho và miêu tả về một lễ hội thật hoặc là một lễ hội giả định. Ở đây chúng mình có các câu hỏi đó chính là What rules should people follow when attending the festival? Có nghĩa là những cái luật nào mà mọi người cần phải tuân thủ khi mà tham gia vào lễ hội. Rồi, where does it take place? Khi nó diễn ra vào, nó diễn ra ở đâu? Và when is it? Có nghĩa là khi nào nó diễn ra. Rồi, what does it celebrate? Có nghĩa là nó tổ chức cái gì? Và what do people during the festival? Có nghĩa là mọi người thường làm gì trong suốt cả lễ hội đấy. Thì ở đây chúng mình sẽ chọn ra một real festival, nghĩa là một lễ hội có thật, hoặc là một fake festival, nghĩa là một lễ hội giả. Và sau đấy chúng mình sẽ trả lời lần lượt các câu hỏi này nhé. True. Ví dụ ở đây thì cô sẽ tưởng tượng ra một cái lễ hội đồ ăn chay, đó chính là Vegetarian Food Festival. Và đầu tiên, với câu hỏi đầu tiên là về luật mà mọi người cần tuân thủ khi mà tham gia vào lễ hội này, đó chính là people should bring one homemade vegetarian food, có nghĩa là mọi người nên mang theo một loại đồ ăn nhà làm, một món chay tự làm đó. Và thứ hai là where does it take place, thì là it takes place in a big pagoda, nghĩa là nó sẽ diễn ra vào ở một cái chùa lớn. Và when is it thì là is it on April 17th, đúng nào? Nó sẽ diễn ra vào ngày 17/4. Và what does it celebrate thì là it is for vegetarian food, tức là nó kỷ niệm cái gì. Tức là cái lễ hội này thì là để dành cho đồ ăn chay, đúng không nào? Và people sẽ làm gì trong suốt cái lễ hội này thì sẽ là people join in making vegetarian food, có nghĩa là mọi người thì sẽ tham gia vào việc là tự làm đồ chay. Đó là một ví dụ. Bên cạnh ví dụ này thì các em có thể nghĩ ra một cái festival khác cho riêng mình, hoặc là tìm hiểu trên mạng về một cái real festival và cùng trả lời các câu hỏi liên quan nhé. Được rồi, bài tập video bài giảng của chúng mình đến đây là kết thúc mất rồi. Cảm ơn tất cả các em đã tham gia và đồng hành cùng cô trong suốt video bài giảng ngày hôm nay. Hẹn gặp lại tất cả các em trong những video bài giảng lần sau nhé. Goodbye and see ya. Khóa học VietJack, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của VietJack.